Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng mà bén đến mức độ này thì thật là quá nhanh và quá nguy hiểm. Một cô bé mới có 15 tuổi thôi mà sẵn sàng quan hệ với bạn trai 3 ngày liên tiếp dẫn tới kiệt sức và ngất xỉu. Không biết rằng tình yêu tuổi trẻ vĩ đại đến nhường nào mà cặp đôi này sẵn sàng dâng hiến cho nhau tất cả, thỏa mãn trong chốc lát nhưng mà lại nhận về bi kịch quãng đời về sau. Vậy trong trường hợp này, mặc dù cả hai bên đều tự nguyện, nhưng mà pháp luật sẽ xử lý ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, một lãnh đạo xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, vụ việc xảy ra hồi tháng 7. Theo vị cán bộ, bị hại tên là H, 15 tuổi, ở xã Đại Trạch, gia đình làm kinh doanh buôn bán, thuộc diện có điều kiện. Sau khi quen biết với Nguyễn Thanh Minh, 22 tuổi, ở xã Phố Định, H và Minh đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Và một ngày nọ, mẹ của cháu Hát phát hiện ra con gái mình nằm ngất xỉu bên vệ đường Hồ Chí Minh lúc nửa đêm. Vị trí mà thiếu nữ 15 tuổi ngất cách nhà khoảng 100m. Khi được mẹ tìm thấy, Hát có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngay sau đó, công an huyện Bố Trạch đã nhận được đơn trình báo của chị Ngờ Thờ X, sinh năm 1981, trú tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch, về việc con gái của chị là Hát nghi bị xâm hại tình dục sau 3 ngày đi khỏi nhà. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Minh có quan hệ tình cảm với Hát. Trước khi vụ việc bị phát giác, mình đã rủ Hát đi chơi rồi trở đến chòi bẫy chim ở ngoài đồng quan hệ tình dục. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục chở bé gái về nhà mình. Tại đây, Minh và Hát đã làm chuyện người lớn 5 lần trong 3 ngày liên tiếp. Khi mà về đến nhà, sợ gia đình trách mắng nên thiếu nữ 15 tuổi bảo Minh dừng xe ở gần nhà. Trong lúc đi bộ, Hát đã bị ngất xỉu vì quá là mệt. Vì thế, vào ngày 31 tháng 7, cơ quan điều tra đã có quyết định trưng cầu kết quả giám định y khoa pháp y. Theo bảng kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y tỉnh Quảng Bình khẳng định rằng Hát bị rách phần kín hoàn toàn. Cháu Hát và Minh đã làm chuyện người lớn, rồi bị gia đình phát hiện. Ban đầu, hai bên gia đình không thỏa thuận được với nhau, nên gia đình của cháu Hát đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng. Ngay lập tức, công an xã đã vào cuộc xác minh điều tra. Sau khi thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Minh để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em. Lúc này, sự việc bị bung mét, gia đình Minh mới tìm đến gia đình cháu Hát để mà thỏa thuận. Cuối cùng, hai bên đã hòa giải với nhau và đi đến quyết định tổ chức lễ ăn hỏi cho Minh và Hát. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo xã, việc hai bên tổ chức ăn hỏi như vậy chỉ hy vọng là tòa sẽ xem xét, giảm án cho tội lỗi của Nguyễn Thanh Minh mà thôi. Còn trên thực tế, cơ quan chức năng đã đủ cơ sở và bằng chứng để mà khởi tố vụ án, không liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên gia đình. Vị cán bộ xã Đại Trạch cho rằng đây là bài học quý giá đối với các bậc phụ huynh, không nên vì công việc bận rộn mà quên đi chuyện giáo dục con cái, quan tâm đến chúng một cách đầy đủ, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Trao đổi với phóng viên, một luật sư có uy tín tại Hà Nội cho biết, dù quan hệ thuận tình hay là không thuận tình, nếu bị hại là trẻ em từ 13 đến 16 tuổi, người thực hiện hành vi giao cấu trên 18 tuổi, thì sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù giam. Trong trường hợp thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em nhiều lần, bị cáo sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù giam. Trong vụ việc xảy ra tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Nam, việc gia đình hai bên tự thỏa thuận đồng thời tổ chức lễ ăn hỏi cho con trai và con gái họ, không được xem là tình tiết giảm nhẹ khi mà vụ án được đưa ra xét xử. Việc ăn hỏi giữa hai gia đình chỉ mang tính chất truyền thống, nghĩa là để cho họ hàng, làng xóm hai bên biết rằng hai gia đình đã qua lại với nhau một cách đường đường chính chính, theo đúng phong tục địa phương. Sau này khi bị cáo ra tù, có thể tiến hành đăng ký kết hôn với bị hại để hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông, vị luật sư phân tích. Tiếp theo là câu chuyện đau lòng của người mẹ và con gái 12 tuổi cùng mang thai với một người đàn ông. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu sự thật nghiệt ngã này là gì nhé! Do thời trẻ từng lầm lỡ trong chuyện yêu đương, nên chị Nguyệt phải sinh con một mình trong tuổi hổ. Chấp nhận điều tiếng của dư luận, chị Nguyệt ở vậy nuôi đứa con gái là Trần Thị Ánh Nguyệt khôn lớn. Mãi cho đến khi con gái được 8 tuổi, chị Nguyệt mới bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Trần Văn Phú, sinh năm 1975, ngụ ở phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Do Phú cũng từng có một đời vợ và hai đứa con nên hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chị Nguyệt. Cả hai dọn về ở chung với nhau, nhưng mà chẳng ngờ được, mới đây gã lại làm chuyện khiến chị và con gái rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Khó khăn, chị Nguyệt thuê một mảnh đất nhỏ ở phường bên cạnh để dựng một quán tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Phú thì làm công việc lao động phổ thông cho một xưởng thủ công gần nhà. Do ngại đi xa, chị Nguyệt lại mới mang bầu nên phải thường xuyên ở lại trong quán. Vậy nên ở nhà thường xuyên chỉ có Phú và cháu Tuyết. Phú bắt đầu nhen nhóm ý đồ đen tối với con riêng của vợ. Rồi chuyện đau lòng cũng xảy ra, khi một lần thú tính nổi lên, Phú không nói không rằng lôi cháu Tuyết vào phòng và giữ cho đối bại.
Lúc đầu do không biết người cha dượng định hại đời mình nên cháu Tuyết không biết chống cự mà để im cho Phú cởi hết quần áo. Mãi đến khi Phú xâm hại, cô bé mới khóc lóc la lớn. Nhưng lúc này, gã đã bóp cổ đe dọa cô bé. Mày kêu tao giết chết. Tuyết chỉ biết im lặng nằm khóc để gã cha dượng giày vò. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ, biết Tuyết sợ hãi và không ý thức được những gì vừa xảy ra, nên Phú nhẹ nhàng dụ dỗ bằng cách hứa sẽ mua điện thoại di động cho Tuyết. Những lần sau đó, mỗi khi giở trò đồ bại với cô bé, Phú lại dụ cho tiền, mua bánh kẹo để cho Tuyết không khai trò dơ bẩn của mình ra. Có lần Tuyết phản kháng liền bị Phú đánh nên cô bé rất là sợ hãi. Sự việc như vậy diễn ra một thời gian dài, mãi cho đến khi cô bé không chịu nổi những hành động của gã cha dựng đồi bại mà tâm lý có những biểu hiện khác lạ khiến người thân lo lắng. Người phát hiện ra biểu hiện lạ của bé Tuyết đầu tiên là chị Nguyệt. Thấy con gái thường xuyên tránh mặt mình, chị Nguyệt hỏi nhưng mà cháu Tuyết nhất định không nói gì. Không biết phải làm thế nào, chị Nguyệt đành nhờ chị gái của mình gọi Tuyết lên nhà ăn cơm, sau đó gặng hỏi cô bé. Lúc này, Tuyết mới thành thật kể mọi chuyện ra. Nghe chuyện bẩn thỉu mà Phú làm với Tuyết, ban đầu mọi người có không tin. Nhưng mà khi đưa Tuyết đi khám thì ai nấy đều bàng hoàng vì cháu bé đã mang bầu được 4 tháng. Xót xa, người nhà của chị Tuyết làm đơn tố cáo Phú. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Phú để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em. Trong căn chòi tạp hóa lụp sụp, chị Nguyệt cho biết chị cảm mến vì thấy Phú chịu thương chịu khó làm ăn, cả hai dọn về chung sống. Tuy nhiên, chị vẫn chưa có ý định kết hôn với Phú vì muốn sống thử với nhau một thời gian xem có hợp hay không. Năm 2010, chị Nguyệt sắp sinh đứa con chung của hai người thì Phú phải vào tù 24 tháng vì cố ý gây thương tích cho vợ cũ. Ra tù, gã quay trở về xin chị Nguyệt tha thứ. Do vẫn còn tình cảm với Phú nên chị Nguyệt chấp nhận, cả hai lại sống chung dưới một mái nhà. Mãi đến khi sinh đứa con chung thứ hai, chị Nguyệt mới đồng ý làm đăng ký kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ của hai người, cũng là để các con của mình mang họ của bố. Nhưng mới làm vợ chồng chính thức từ đầu năm, đến cuối năm thì Phú đã đạp đổ mái ấm mà hai người nhọc nhằn xây dựng. Nhìn cả mẹ và con đều mang bụng bầu của gã cha dượng mất nhân tính, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Sau khi sự việc được phơi bày, được sự ủy quyền của chị Nguyệt, người nhà và cơ quan điều tra đã đưa cháu Tuyết vào bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh bỏ thai nhi để giám định ADN. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thai nhi đã lớn, nếu bỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng cho Tuyết nên gia đình quyết định không xác nhận vào hồ sơ bỏ thai và đưa Tuyết về nhà. Hiện tại, chị Nguyệt cùng ba đứa con nhỏ đang sống tại cửa hàng tạp hóa, bỏ căn nhà với ký ức đau buồn cửa kín then cài. Nhìn đứa con gái 12 tuổi đang mang bầu, ban đầu chị sang chấn tâm lý không dám ra ngoài. Chị Nguyệt vô cùng đau đớn và xót xa. Nhiều khi nhìn con gái rồi lại nhìn xuống bụng bầu mình, chị tự hỏi rằng, rồi mai này, khi mà con của Tuyết và con chị chào đời, chúng phải gọi nhau bằng gì khi có chung một người cha? Còn mẹ chúng lại là người của hai thế hệ. Chỉ nghe vậy thôi, người ngoài đã thấy vô cùng đau xót, chứ đừng nói gì đến người trong cuộc. Người đàn bà này cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không bảo vệ, bao bọc được cho đứa con gái vốn đã phải chịu thiệt thòi vì gia đình trước đây tan vỡ. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện chồng hại đời con gái, nước mắt chị lại trào ra. Bây giờ biết thế nào mà lo toan tính toán, thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Nghe vậy, khách cũng chỉ biết động viên chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo lắng cho các con và đối mặt với số phận nghiệt ngã đang chờ đón. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!